Dạ hello, em Trần Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị nha. Dạ hôm nay bên em về tiếp tục thêm một con Innova Toyota. Con này sản xuất năm 2009 nè. Đồng sơn phong dáng bận cho em nó một cái áo màu bạc nha. Con này bản G xịt. Đây anh chị ạ, phong dáng nè. Hai cụm đèn nguyên bản theo con Innova 49E13129 nha. Đồng sơn đẹp, không có dấu hiệu là trầy trụ. Chắc chắn là một điều rồi. Bên này Trần Anh cũng đưa qua công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp toàn diện. Đây anh chị ạ, toàn bộ là cụm đèn nguyên viên theo sản xuất luôn nè. Mới keng. Đời 2009 đời khá là cao luôn. Cản trước có sơn dập nha. Cản trước đã sơn lại, xe có sao báo dày. Cản trước đã có sơn lại nha. Vì dòng đời này chắc chắn phải sơn lại nó mới đẹp được. Không sơn lại đẹp nó sẽ không đẹp đâu. Gầm bệ. Không có mục mọt. Máy móc êm. Xe gia đình không một xíu dịch vụ đâu bà con. Hai cụm đèn trước là mới nguyên bản cho xe luôn nè. Vỏ là nguyên rin nhá, mâm nè. Mâm là nguyên rin chứ. Đây là hai cụm mâm là toàn bộ là nguyên rin hết. Đây anh chị nè. Bốn vỏ được 80%, gầm bề ở trong là không có một tí xíu mục mọt đâu. Bà con có bác mua về chạy thôi. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021. Đăng kiểm khá là sâu luôn. Dòng xe Innova 7 chỗ, 5 cấp số. Máy 2.0, 9 lít trên 100 km thôi. Đây đồng sơn phong dáng của em nó đây, bản G49E13129 nha. Biểu tượng của Innova nè anh chị. Cản sau tích hợp là cản biến dê nha. Phía sau tích hợp là cản biến dê nguyên bản theo nhà sản xuất nha. Đây trải nghiệm cùng nội thất cùng với Trần Anh nè. Đam mê dòng G này thì alo cho em. Con này trang bị được toàn bộ là ghế nỉ hết toàn diện luôn. Ghế rin theo xe luôn. Vô lăng 4 chấu nè, trang bị được túi khí, phần tắp lô nè. Dòng xe này không có dịch vụ đâu bà con. Cho nên là anh chị có thể yên tâm rồi. Từ phần tắp lô trang bị là túi khí đầy đủ như con xe này bà con. Đó, lấy về chạy. Từ phần tắp bi này, những cái vân gai này không có dấu hiệu là bị phai mờ luôn nhá. Đây anh chị à, keo chỉ bốn cánh từ trên đổ về nè. Đẹp len keng. Đây là trong bản lề, còn đây là còn chất sơn rin hết toàn diện nha, chất sơn rin hết toàn diện luôn. Lấy về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa. Đây là phần tắp bi. Tắp bi trang bị là ốp dạ gỗ nỉ nè, nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, học để đồ. Máy êm lắm. Máy cực kỳ là êm ái luôn. Rin nồi nè. Trang bị cho em nó một cái đầu GVC nghe nhạc thông thường. Đầu zin theo con Innova nhá. Côn số là không có dấu hiệu phai mờ. Đấy, anh chị coi nè. Không có dấu hiệu được phai mờ nha. Từ phần học con ngựa đổ về nè. Học để đồ. Đây trang bị được toàn bộ là ghế nỉ anh chị nha. Ghế nỉ hết toàn diện nè. Đó từ những phần tay gối luôn. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, sạch sẽ lắm. Kèo cột từ trên đổ về nè. Không dấu hiệu đâm va móp méo đâu, từ những con tán bản lề không có dấu hiệu là thay thế nhá. Hai bên đây là hai bên sóng lường để chân nè. Về các chân của Innova còn nguyên rin luôn. Keo chỉ trong lát đẹp như nhau từ những cái đinh bấm nhựa nè. Còn nguyên bản, xe này không có dấu tích là đâm va đâu. Dòng Innova thì chắc chắn là bà con đã rất là quen thuộc với dòng xe này rồi. Một mẫu xe thông dụng. Đầy kịch tính trong cuộc sống luôn. Mua về chở gia đình đi chơi. Kinh doanh dịch vụ rất là ok trên chiếc xe nha bà con. Máy móc bao cho bà con chạy một năm luôn. Keo chỉ bốn cánh không mất phân nào nè. Đẹp như nhau. Đây hai bên sóng lường nè. Đây anh chị ạ, à, đây là hai bên sóng lường bề các chân nè. Qua thời gian năm tháng nó có phai đi. Nó phai đi một tí xíu không ảnh hưởng nha. Đây là những sóng lường không có dấu hiệu là đâm va, không có dấu hiệu là móc méo từ trên chiếc xe đâu nha. Đây là ghế nè. Trang bị là ghế nỉ nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Dòng này là ghế nỉ nhá. Học để đồ đây. Học tùy tay nè. Rin nguyên luôn. Dòng này thì dàn lạnh âm trần rồi. Một dàn lạnh trước, hai dàn lạnh sau, cất bước theo sau nha. Chúng ta cùng lập. Từ phần tay nắm trên trần còn nguyên bản theo xe rin hết. Đây là dàn lạnh nguyên bản theo nhà sản xuất nha bà con. Đó với mẫu xe này giá tiền hợp lý đến phục vụ bà con cô bác. Đặc biệt anh chị nào mua bên Trần Anh đều có thể bớt cho bà con cô bác luôn. Keo chỉ trong nách không mất phân nào. Không có dấu hiệu đâm va, không có dấu hiệu là cứng đục nha. Lấy về là chạy thôi. Chất đóng cửa rất là liền. Đó là form dáng của con G đó. Trần Anh sẽ quay về Đồng Sơn rồi em sẽ quay chi tiết về phần máy nội thất cho bà con coi luôn. Cánh sau nè, mở rất là nhẹ nhàng. 49E13129 nha. Hai bên là phần keo, đây là phần keo chỉ ở phía cốp sau nè. Từ những con tán nè. Từ những con tán là không có dấu hiệu là khui ra chỉnh lại nha. Đó, rin nồi chưa.
lấy về chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không có làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Đó anh chị ạ, rin hết nha, từ những con tán là hai bên nè, hai bên là đinh bấm điện nguyên bản nó sản xuất nè, dòng này không có đâm va, không có ứng đục, cho nên bà con yên tâm. Hai bên nè, đó đây là những đinh bấm điện nguyên bản nó sản xuất, không mất phần nào. Cốp nè anh chị coi nè, keo chỉ trên ở phần cốp sau nè, chạy rất là đều đặn, không có dấu hiệu là móp méo nhá, chất sơn rin vẫn còn. Đây anh chị ạ, vỏ đội nè, nguyên rin nhà xuất nè, hai bên nè, những cái vân gai, vân nhựa nguyên bản nè, không dấu hiệu thay thế luôn. Dòng này thì anh chị có thể gấp ghế lại, anh chị có thể gấp ghế lại, anh chị chở được rất là nhiều đồ đẹp luôn. Đây anh chị gấp ghế lại nè, dây đai an toàn nè, từ trên xuống là nguyên bản nè, khay đựng nước đầy đủ trên con xe rồi, anh chị thấy không? Đây là chỗ này cài dây đai an toàn nè, hai bên đẹp như nhau nhá, lấy về là chạy thôi. Đó, lật ghế lên, kéo cái này lên, lật ghế lên, xong anh chị treo lên nhá, là treo lên toàn diện luôn. Đó, anh chị thấy trần không, sạch sẽ không, dây đai an toàn nguyên rin theo xe luôn. Mua về là chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Đầu xét quá. Đây nè, bốn cánh đẹp như nhau nè, bốn cánh đẹp như nhau toàn bộ nha bà con. Keo chỉ bốn cánh là không mất phân nào luôn nè. Đó, đây là keo chỉ bốn cánh, khóa chị em an toàn, đầy đủ trên chiếc xe rồi. Hai bên sống lường nè, không một dấu hiệu đâm va, không một dấu hiệu là móp méo. Ghế trang bị là toàn bộ là ghế nỉ nguyên bản luôn, không đâm va, không cứng đục nhá. Xe chạy máy nổ êm lắm. Phần tắp bi bên tài nè, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Đây là keo chỉ rin nguyên bản là nhà xuất nè. Đó, bà con thấy chưa? Vô lăng thích hợp là vần vô lăng bốn chấu nè. Đây là anh chị những cái vân gai nè. Xe này nói chung chủ nhà người ta chạy tương đối là người ta giữ kỹ. Kết hợp và có gương chính điện đầy đủ trên con xe rồi nhá. Trải nghiệm luôn phần máy cùng với Trường Anh ô tô nè. Con này trang bị lóc khóa mở cửa luôn. Đề phát nổ rồi nè anh chị ạ. 176.196 km nhá. Để dè ra chạy ra tí xíu nó chật quá. Xe chạy máy nổ êm lắm. Máy lạnh đang mở luôn. Rồi đó, đầu thoáng rồi, chút qua cho nó dễ. Vô lăng 4 chấu nha bà con. Mọi thứ chức năng còn đang hoạt động rất là êm ái. Máy nổ thì thầm mùi xuân không nghe tiếng động luôn. Kèo cột nguyên bản cho xe, không một dấu hiệu đâm va. Đây là trên phần táp lô những cái vân gai nè, đẹp len keng xà beng luôn. Trang bị cho em nó là một cái đầu GVC nghe nhạc nha. Đây, Trần Anh test phần máy lạnh nè. Mở lý gió trong gió ngoài còn đang hoạt động. Ưu tiên mọi thứ chức năng ok. Dàn nóng dàn lạnh. Đây là chỉnh chế độ nè. Mở một phát có lạnh rồi nè bà con. Mở một phát lạnh ngắt luôn rồi. Đó, gió nè. Mở một phát lạnh ngắt rồi nha. Hai dàn lạnh là từ phần tắp lô, tắp bi những cái vân gai nè. Đẹp chưa? Hai bên thân trụ là hai cặp loa chép nguyên rin hết. Kèo cột từ trên xuống là dây đai bảo hiểm an toàn theo xe luôn. Đó, gờ xịt. Dòng này mua anh chị chạy kinh tế lắm. Mua về là bà con chạy rất là tuyệt vời luôn. Con này kết hợp nè. Kết hợp cho em này nè. Có gương chỉnh điện nè. Đó, gương chỉnh điện còn đang hoạt động nha. Hai bên nè, hai bên đều chỉnh điện được toàn diện nha bà con. Mẫu này nó làm tầm 9 lít thôi, 9 lít xăng trên 100 km thôi. Con này kết hợp cả biến xe nè, sông kiến nè, mọi thứ đang hoạt động, đang chức năng đây. Đây anh chị ạ, đây là con ga số nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đây là củ số rin nhé, củ số rin nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Đó, đam mê về mẫu dòng này, xe này thì alo trực tiếp cho Trường Anh, giá tiền hợp lý đến với tay người sử dụng luôn. Trang bị đồng hồ báo giờ nguyên bản theo xe đây, bốn cánh chỉnh điện nè. Bên đây cũng vậy nè bà con. Đèn chân nè. Học để đồ nè.
Rin chưa? Thảm chống nóng nguyên bản vào nhà sản xuất luôn. Đây trải nghiệm qua phần máy nha. Mọi thứ chức năng đang hoạt động hết. Lấy về là chạy. Đó, tổng quan phần từ phần táp lô cho con Innova G 209 nhá. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Một mẫu xe gia đình và phục vụ bà con chịu lực lái rất là nhẹ nè. Ngồi một chỗ xe vô lăng thôi. Máy cực kỳ lành luôn, con này sử dụng qua quẹt ly tâm nhá. Côn ga số là không có dấu hiệu phai mờ nè. Đó, chị thấy côn ga số không? Còn nguyên rim theo nhà sản xuất luôn. Đây ạ, keo chỉ trong nách nè. Không mất một phần nào. Bốn cánh đẹp như nhau nha. Bốn cánh là rim hết đẹp như nhau luôn nè. Đó, trải nghiệm luôn phần máy cùng với Trường Anh ô tô nhé. Đó, cốp trước đã mở rồi. Máy nó móc nổ thì thầm mùi sân. Con này được chất máy đẹp lắm. Chất máy là ok. Mặt ga lăng trước. Mặt ga lăng trước biểu tượng của Toyota luôn. 49E13129 nhé. Hai cụm đèn mới ken sầu en. Anh chị thấy không? Đây anh chị ạ. À, con này G209 mới có ABS nha. Đây là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh nè. Hai bên nè. Hai bên sóng lường đẹp như nhau nè. Đây là thân dàn trước của em nó nè. Không có dấu hiệu đâm va móp méo trước xe nhé. Đó, dàn nguyên bản theo nhà sản xuất ra anh chị coi nè. Đệm cao su của nắp capo nè, còn nguyên rim luôn. Hai bên lường nè. Rim hết, rim nồi. Xe không một xíu cứng đụng nha. ABS chống bó cứng phanh máy 2.0 đây. Máy móc đây là ổ ga nè. Bù ga đây anh chị, đây là cục bù ga nè. Chạy cực sướng luôn. Máy đang hoạt động nè. Thì thầm mùi xuân luôn bà con. Mua về chạy chở gia đình đi chơi rất là ok luôn. Nhẹ nhàng đầy kịch tính trong cuộc sống nhé. Đó, máy. Đồng thời dòng xe này 209 đã qua sử dụng thì bắt buộc bên sản cũng đưa qua công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp toàn diện từ đồng sơn, thân vỏ, máy móc cho em nó rồi. Cái máy này đã được xử lý qua công nghệ 4.0 nè. Nếu mà một cái máy mà mua tại nhà dân, nó sẽ không bao giờ nó đẹp được như thế này đâu. Chắc chắn là bên Trường Anh cũng đưa qua, Trường Anh dọn dẹp kỹ lưỡng rồi. Bên em mới dừng ở salon. Quan trọng là chất máy. Chất máy đi khá là ok, đi chạy bao sướng luôn. Riêng dòng Innova này, anh chị cho nắp capo nè. Đây là những cái đinh bấm điện nguyên bản nhà sản xuất nè. Không một dấu hiệu tác động tông qua nhé. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè, anh chị coi nè. Đây là phần keo chỉ bốn cánh, không mất phần nào luôn. Hai bên lường nè. Không một dấu hiệu đâm va móp méo nhé. Đây là nắp capo. Nắp capo là những sóng gân nguyên bản theo nhà sản xuất. Không một dấu hiệu là gập hay là không một dấu hiệu là gò hàng trên chiếc xe đâu nhá. Keo chỉ bốn cánh nè, anh chị coi nè. Đây là phần keo chỉ rim nguyên bản nè. Đẹp chưa? Đẹp như nhau, đẹp toàn diện hết nha bà con. Bà con lấy về bà con chạy thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì hết. Đây là Boe nguyên bản là cảm biến gió nè, nguyên rim nè. Dòng này xài 1 2 3 4 cây bori, 4 cây bếp full nha. 9 lít trên 100 km thôi. Thỏa sức đồng hành cùng với dòng Innova biểu tượng của bông lúa vàng Việt Nam, mang lại cho anh chị nhiều sự tài lộc, nhiều niềm may mắn vinh quang trong cuộc sống nhá. Cái đèn gầm bên kia cháy được rồi, xe có sao báo vậy? Đèn gầm bên kia bị cháy rồi, để chừng anh thay nhá. Đó, cái đèn gầm dưới đây nó bị cháy nè. Ngoài ra đồng sơn thì sạch sẽ đẹp lắm. Lấy về chạy thôi. Hai bên phần sóng thân trụ không có dấu hiệu đâm vai cứng đụng đây ạ. À, đây là phần sóng thân trụ của em nó nè. Không có dấu tích là đâm vai cứng đụng nhá. Biểu tượng của kính Toyota không có dấu hiệu đâm vai, không có dấu hiệu là thay thế luôn nè. Đó là mẫu xe chất bên Trường Anh ô tô đó. Bên Trường Anh ô tô bán xe ra cam kết không bán xe lỗi cho bà con có bán nhé. Chuẩn giờ lấy về chạy thôi. Xe đẹp len keng. Form 209 là form mới nhé. Đó là form 209 đây nè. Đẹp chưa? Rất đẹp, rất là bóng bẩy. Trường Anh quay cho anh chị coi bốn cái vỏ nè. Bốn cái vỏ đều mới như nhau nè. Bốn cái vỏ còn được 80% là gầm bề ở trong nè. Riêng dòng Innova này thì anh chị đừng có hỏi Trường Anh có một gầm hay không. Nó ít một gầm lắm. Dòng này toàn ở dưới gầm nó toàn là sắc xi với lại dằn không. Bốn cánh cửa không có dấu hiệu là lỗi lầm. Đó là form dáng con Innova G xịn mà bên Trường Anh ô tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con cô bác đó. Em còn một con dây, anh chị mua Trường Anh bán cho 140 triệu rẻ không? Mua nhiệt tình nữa, bớt cho một tí xíu nữa.
một tí xíu thôi. Tình cảm anh em mãi mãi bền lâu trong cuộc sống nhé. Đó, form dáng của em Innova G, màu vàng mạnh mẽ đứng giữa một bầu trời đầy mưa gió nhá. Em nó vẫn hiên ngang anh chị ạ. Bốn vỏ nè, mới như nhau là 80% gầm bề ở trong nè. Máy móc cực kỳ là khô réo luôn chị thấy không? Đó, đây là phần thân máy nè. Máy móc cực kỳ là khô réo, gầm bề ở trong nè. Mới tinh, không có dấu hiệu là mục mọt nhá. ABS chống bó cứng phanh. Đây là ABS chống bó cứng phanh nè. Mâm đúc nguyên bản biểu tượng của Toyota còn nguyên zin luôn. Mẫu xe từ 300 quay đầu, anh chị mua bên Trần Anh đều có bớt cho anh chị nha. Riêng mẫu Innova này anh chị mua bên Trần Anh bớt cho anh chị luôn. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Hai cụm đèn phía sau nguyên bản theo xe, không có một dấu hiệu trầy trụa, không có một dấu tích gọi là trầy trụa trên chiếc xe nhé. Biểu tượng của Toyota Innova là còn in hàng trên môi son của em nó luôn. Đẹp lạ kỳ. Đấy, chắc chắn là dòng này bên Trần Anh cũng phải dọn nó mới đẹp được cho bà con nha. Đến lúc bà con mua, bà con tới tận salon bà con xem xe, bà con chỉ việc xuống tiền thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha bà con. Đây, trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trần Anh nè. Gầm mới tinh nè. Đây là anh chị. Đó anh chị thấy không? Đây là những cái đinh bấm điện nè. Đinh bấm điện nguyên bản nè. Còn nguyên zin hết nè. Phần xà rông nhé. Đây là phần xà rông nè. Đó, đinh bấm nè. Nguyên bản không có dấu hiệu là mục mọt nha. Không một dấu tích là mục mọt đâu. Máy móc là cực kỳ là khô ráo nè. Anh chị thấy cục máy chưa? Cục máy của con Innova G 209 khô rang đây ạ. Đó, máy nè. Khô chưa? Không có dấu hiệu là nhớt nheo nhé. Đây là dàn ngang của con Innova nè. Gầm bề ở trong nè. Tôn nè, sắc xi nè. Dập nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Em nó vẫn phẳng phiu rất là mạnh mẽ. Đó, bao hết nha bà con. Không một tí mục nha. Đó, chị thấy chưa? Quay kỹ, quay chẩn, tả xe chuẩn xác cho anh chị. Đến lúc anh chị mua, anh chị chỉ việc về anh chị chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Ngoài trời đang mưa nè anh chị ạ. Ngoài trời đang mưa rất là to nhé. Trần Anh giới thiệu những mẫu xe vừa túi tiền cho bà con, để bà con về bà con che nắng che mưa, chở gia đình đi, mùa mưa bão tới rồi. Tổng quan lại thêm một phần nội thất của con Innova G. Đây anh chị. Đó, phần nội thất của con Innova G nè. Từ phần táp lô, vô lăng, quân số, nguyên zin theo xe hết. Trang bị là hai túi khí 209 là trang bị là hai túi khí là form mới rồi nha bà con. Hai túi khí luôn. Trang bị toàn bộ là ghế nỉ hết toàn diện. Đẹp chưa? Chuẩn nồi. Vô lăng 4 chấu dàn lạnh âm trần. Nguyên bản theo xe luôn. Đẹp keng xà beng. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt nè. Có lạnh rồi nè. Lạnh ngắt rồi nha bà con. Đó. Trải nghiệm dàn lạnh phía sau đây cùng với Trần Anh nè. Ghế nỉ nè. Trần Anh ngồi, Trần Anh cảm thấy thoải mái quá. Đây nè. Máy lạnh phía sau mở phải có lạnh nè. Lạnh ngắt nè. Anh chị không? Mở phải lạnh ngắt luôn nè. Tay nắm trên trần nè, còn nguyên bản nè. Rin nồi. Ba dàn lạnh nha, dòng này trang bị là ba dàn lạnh. Đây anh chị nè. Đó, phong dáng của con Toyota đó, phần tắp lô á, anh chị thấy liền lạc sạch sẽ không? Đó, từ trên phần tắp lô đổ về là cần số nè, học để đồ nè, rin nguyên theo xe luôn. Hai bên là dây đai an toàn bảo hiểm nguyên bản cho bà con cô bác hết. Toàn bộ con này là 6 dây bảo hiểm nha, 6 dây bảo hiểm đầy đủ cho bà con rồi. Bà con mua về bà con chạy thôi, không thiếu một cái gì nữa đâu. Đó, phần tắp bi nè. Bốn cánh là ngồi một chỗ có thể chỉnh nè. Cái này nó bị dính cái keo nha. Tại vì cái này là người ta dán phim cách nhiệt. Dán phim cách nhiệt nó bị dính cái keo trong cái kính nè. Cái này rửa ra là hết nha. Đó, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Đam mê mẫu này thì alo trực tiếp cho Sài Gòn Auto. Anh chị nhớ đăng ký kênh. Và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến tay người sử dụng nha.
Đây là mẫu hàng con Innova sản xuất năm 2009, máy 2.0, máy xăng. Mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nó nằm tầm 9 lít trên 100 km nha bà con. Biểu tượng mặt ca lăng của Innova Toyota nè. Đó, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Đây là con G209. Bên Trần Anh còn thêm một con Z208. Con này giá 205 triệu. Bà con mua anh Trần Anh bớt kịch kim cho bà con cô bác. Em còn rất là nhiều xe. Đó, đam mê mẫu nào thì alo trực tiếp cho Trần Anh Auto. Tiếp theo là con dây nè. Con dây sản xuất năm 2003. Con này bên Trần Anh bán có giá có 140 triệu à. Rẻ không? Quá rẻ luôn. Dây 203 Chevrolet Crew. Đây là con Chevrolet Crew sản xuất năm 2015, form mới rồi. Cửa sổ nóc, số tự động, đầy đủ chức năng trên con xe rồi, xe không thiếu một cái gì đâu. Đó, xe không thiếu bất cứ một khoản gì nha bà con. Nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, form mới. Đây là con Crew nè. Đẹp len keng chưa? Máy 1.8 số tự động nha. Cửa sổ xăng rút nè. Form mới toàn diện hết nha anh chị. Dòng này là form mới toàn diện hết rồi. Đây là form mới của con Crew nè. Đó. Form mới hết toàn bộ rồi. Mặt cản ga lăng cũng là mới hết, mới mẻ hết. Covid rồi. Nó đam mê về mẫu này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Auto. Đây là con Innova, Innova Z năm 2008 đây. Đó, form dáng đó. Mang cái gì về á? Anh ơi, cho em quay thử. Quay, em quay cái đó thử. Đó, form dáng đây nè anh chị. Đam mê mẫu nào thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Đây là con Innova Venturer, dòng xe phiên bản cao cấp nè. Bên Trần Anh có luôn nè. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Bán hết xe rồi. Bán sạch, bán nửa và bán mãi nha. Chúc anh chị có một buổi sáng thật là an vui và tràn đầy hạnh phúc ạ.